chúc người ta sẽ gặp lành. Tại sao được nhiều lòng hoang Tết này? Tết đến đoàn tụ cùng ấm bên mép hồng và đôi bánh trưng xanh chờ xuân đang sang. Trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa trong tinh trong xuân lâm vùng về đây sum vầy phát lộc tài ở khắp nơi phố phường một năm mới an khang bình an bên nhau. Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà cây mai vàng cây đào hồng thắm tươi chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang và kính chúc người người sẽ gặp lành. Sao được nhiều lòng hoang Tết này? Tết đến đoàn tụ của hớ bên mép hồng và đôi bánh trưng xanh chờ xuân đang sang. Cánh én nơi nơi khắp phố phường người đi hái lộc đẹp xinh đất trời màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa trong tiếng trong xuân lòng phùng về đây xuân về phát lộc tài ở khắp nơi phố phường một năm mới an khang bình an bên nhau. Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà cây mai vàng con cháu sang năm lại đón Tết sang và kính chúc người người sẽ gặp lành. Tết sao được nhiều lòng hoang Tết này? Tết đến đoàn tụ của hớ bên mép hồng và đôi bánh trưng xanh chờ xuân đang sang. Trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa.